Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé, đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim rẽ run. Hôm nay ở ngoài miền Bắc thì chim không có đi nhiều các bác. Thời tiết thì bắt đầu nó xoay chuyển gió Bắc, chuyển sang thời tiết lạnh. Gỡ từ đầu bên kia đây được mấy con này, ít quá. Thời tiết đang ổn định mà cuối cùng chuyển gió Bắc phát là chim tắt luôn anh em. Đấy là cánh ngoài cùng này, mọi hôm được nhiều, hôm nay được kìa, có con nào kìa, không ăn thua nữa. Đấy, nó phải qua cái đợt gió Bắc này. Đấy, thời tiết nó ấm lên. Đấy, hoặc là cộng với cả cái thời tiết mưa mà oi bức ấy, thì chim bắt đầu nó di cư về nhiều. Đấy, còn đây là cái lưới đánh rẽ này. Lưới đánh rẽ này bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ nhé. Nhà em thì bán tất cả những cái đồ phụ kiện dùng để bẫy chim đêm. Đặc biệt là thời điểm này đang bán mạnh về cái đồ lưới đánh rẽ run này. Đấy, các bác đánh kinh tế thì các bác đang ủng hộ rất là nhiều. Đây là lưới đây, được thêm con nữa này. Mùa này đánh thì ưu điểm của nó thì ít rơi các bác, ít rơi á, đánh sượng. Hôm nay gió rất là to. Soạt lưới nhưng mà không có chim mấy các bạn. Gió đang rất là to này, lạnh lắm. Chuyện gió Bắc phát lạnh này, chim nó không đi luôn. Đây được con treo lưới rồi này. Này được 56 con. Đó. Treo lưới đây. Nó dính đòn. Đây em mình xoát lưới. Wow, lạnh thế anh em ạ. Giờ này thì đa số đánh được con rẽ đuôi xòe với cả rẽ đàn nhiều. Nhắc hoa thì mỗi hôm vài con, bàn vừa phun quả cháy thì để qua cái đợt gió Bắc này, cây này nó mục xuống này. Đấy, bãi chim nó tự có bãi đậu, bãi ăn thì nó xuống mạnh hơn anh em. Các bác nào lên lưới rồi thì bình luận dưới phần video nhé, xem các bác tình hình thế nào rồi. Ui, một đôi, một con. Kìa, ra lúa đi thay. Có con đậu góc kìa. Ui, chim. Về đúng bãi lướt rồi dù. Hả? Một con dính đây rồi, còn một con nữa ở vế kia, ra đuổi đi. Hả? Đây, để em ra đuổi nhé. Được thì được, không được thì thôi. May quá. Tưởng nó đấy nó nằm đây. Bốc lên một con thì chết, một con bốc chui gầm lưới lên ruộng trên kìa. Đấy, vừa dính chặt. Thường chim nó dính thì nó ngã ngửa luôn này. Bắt lưới này, đâm càng mạnh càng chết anh ạ. Đấy, vừa dính xong vẫn còn long hổi. Ngã ngửa luôn, còn vẽ đàn. Đấy, một con khu vực này, đây rồi. Đấy, chờ một bạn là giải ra lùa thôi, đến lúc rồi. Mất chìm nó lại kêu. Đấy, toàn bộ loa đài đánh đây. À, đánh chỗ hú thì đánh bằng đôi loa bát nhôm. Đấy, còn rẽ đôi xòe thì kẹp một loa bát nhôm, một loa chắc kèn. Còn rẽ đàn thì em đánh ba loa chắc kèn. Rẽ đàn là con rẽ đen đấy. Rồi ok nhá, phải để cho thằng bạn nó ra đuổi nha. Đây con nào, thằng bạn nó đuổi đây. Lắm này các bạn. Bây giờ gỡ được lắm rồi. Đi mạnh vào, nó ở giữa ruộng ấy. Dính ngay. Rồi phát là chim ngã ngửa ngay nha. Đúng ngay. Đấy, còn toàn bộ loa đánh rẽ đây các bạn này. Tiếng đánh tập trung vào một khu vực. Đó. Đấy,
và đây là cái thành quả của buổi ngày hôm nay. Một ít nhưng mà nói chung là còn hơn là móm anh ạ. Tổng Việt Nam 7 cháu. Được gần 300.000. Ok nhé, để các bác xem được video thì đăng ký ủng hộ kênh cho em. Còn bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.